Hôm nay lên nhiều mẻ đẹp lắm cả nhà ơi. Quế trắng này cả nhà xem những cái giò như thế này đến khi có hoa để bàn thơm phừng phức luôn. Quế trắng nè, sơn thủy tiên nè, nhiều mẻ lắm cả nhà. Sơn thủy tiên nè, xong rồi mỹ dung kia với lại sơn thủy tiên kiếp gỗ em cũng có. Còn đây là hôm nay thì sẽ khoe với cả nhà là một giò tác phẩm quế trắng nữa này cả nhà. Quế trắng các anh chị nhà mình sưu tầm thì nó hay còn được gọi là quế lan hương. Giò này phải nói là thuần rồi nên thành ra là cái vẻ đẹp của nó là phải nói là rất là đẻ luôn. Anh chị nhà mình mà muốn sưu tầm những cái giò tác phẩm to như thế này thì anh chị nhà mình có thể tham khảo thêm nha. Còn bên vườn thì rất là đa dạng cho cả nhà mình luôn. Quế thì có những cái giò nhỏ tiền cũng có, đến những cái giò hơn triệu hay là những tác phẩm cũng có, thì rất là đa dạng cho anh chị nhà mình lựa chọn. Rồi em sẽ lên trước cả nhà ơi, em sẽ lên trước nha. Hôm nay có chồn rồi mỹ dung với lại vạch đỏ cũng nhiều lắm. Rồi đầu tiên là mã T1. Kim điệp xuân hoa vàng 190.000 cho hai chậu cả nhà ơi, 192 T1 chậu. 190.000 Sưu hai tầm đi, chậu. về để bàn cũng được, còn mà muốn to đẹp hơn thì anh chị nhà mình sang vô một cái chậu nha. Sang vô một cái chậu làm cho nó sum đến khi có hoa rất là sum. Kim điệp xuân hoa vàng nè. Đó, giò này thì hoa nở mùa vừa rồi, anh chị nhà mình tham khảo mặt hoa thực tế đó ạ. Rồi, mẻ T2 nè, kim điệp xuân hai chậu. Có chậu này thì nói chung là nó không được đẹp cho lắm. Em lên một cái cặp này luôn đi. Một cặp này giá sẽ là 170 ngàn cả nhà, T2 170. 170 Để ngàn. bàn chơi hoa cũng rất là xinh cả nhà ơi. Kim điệp xuân hoa vàng, rất là tươi. Cho hoa tự nhiên nó sẽ cho hoa tầm từ tháng 2 á cả nhà. Rồi, tiếp theo mẻ T3 nè. Đây, kim điệp xuân ghép gỗ cũng có luôn cả nhà, mình thấy đa dạng chưa? T3 nè, giá sẽ là 380 ngàn cho một cái giò kim điệp xuân ghép gỗ như thế này cả nhà ơi, xem nè. T3 Sau này 380 ngàn. những cái vòi hoa nó sẽ cứ tua tủa vàng ra giống như cái giò vừa rồi, lên cho cả nhà mình xem nhảy kim điệp xuân nha. Rồi tiếp theo Hải Yến nè, Hải Yến T4 em đang có một cái giò như thế này, Hải Yến ghép gỗ ấy cả nhà. Bộ rễ thì nói chung là dòng này rễ gió thì rất là khỏe luôn rồi. Rồi mã T4 giá sẽ là 240 ngàn cả nhà ơi, 240 nha. T4 240 ngàn. Hải Yến thì cho hoa cực kỳ tự nhiên, dễ dàng cho hoa lắm cả nhà. Mỗi thân nó sẽ cho trung bình là một hai vòi hoa là bình thường. Đây, hoa lan Hải Yến nè, những cái hoa như thế này anh chị nhà mình xem hoa mùa mùa nở mùa vừa rồi nè, hình hoa thực tế nha, hoa nó sẽ hướng lên trên đó cả nha, hoa nó kiểu như chỉ thiên đó cả nha. Rồi Hải Yến nè, mã T5, anh chị nhà mình muốn sưu tầm cái giò này nó sum hơn. Đây, giò này nó sẽ sum hơn nha. T5 giá sẽ là 490 ngàn cho một cái giò T5 Hải Yến ghép gỗ. 490 ngàn. Xinh cả nha, với lại dòng này rễ gió các anh chị nhà mình cũng dễ chăm sóc. Ghép gỗ với lại rễ gió thì lưu ý là tưới nước nó đậm giùm em một chút nha. Tại vì mùa này là nắng với gió, tại vì bên anh chị nhà mình thấy nè. Em là em trồng lan ăn nắng rất là khỏe. Các dòng hoa lan em đều cho ăn nắng khỏe như nhau nên là về nhà anh chị nhà mình có cho ăn nắng cũng vẫn vô tư cả nha. Nhưng mà nắng nhiều thì mình lưu ý là rất là nhanh khô giá thể. Nước non kỹ giúp em một chút là được nha. Rồi T6 này em đang có cái này là huyết nhung đỏ cả nhà ơi, huyết nhung đỏ nha. Một giò ghép gỗ như thế này nó đang cong ra nhìn phong cây nó rất là hay ha. Huyết nhung đỏ hoa cực kỳ tươi luôn. T6 giá sẽ là 850 ngàn cho một giò T6 850 ngàn. Huyết nhung đỏ cả nha ha. Dòng này thì nó rất là ít hàng cả nha ơi. Đây là một cái giò huyết nhung đỏ nè, mùa vừa rồi nè, nở hoa rực rỡ lắm cả nhà ơi. Hình này hoa tại nhà em nên là anh chị nhà mình sưu tầm thì cứ yên tâm, tư vấn mã nào thì nó sẽ có hoa chuẩn chỉnh của cái mã đó cả nhà nha. Rồi huyết nhung nè, mã T7 nè, T7 chậu huyết nhung này. Form cây nè, đây nè, những cái dòng này nó đẻ từ nách ra hết này cả nhà ha. Rồi mã này giá 650 ngàn cho mã T T7 cả nhà ơi, T7 650 ngàn giúp em nha. Huyết nhung đỏ luôn ạ. À, dòng này hoa tươi rực rỡ, hoa nó còn phân nhánh nữa. Rồi T8 nè, nhất điểm hoàng cả nhà ơi. Hôm nay lại bình thường là em lại có chậu cả nha. Hôm nay thì lại có một cái giò ghép gỗ lên cho cả nhà mình sưu tầm cho nó lạ lùng nè. T8 giá sẽ là 290 ngàn cho một cái giò nhất điểm hoàng. Dòng này thì 290 ngàn. Hoa rất là bền cả nhà, hoa rất là bền. Anh chị nhà mình chơi hoa chắc cũng phải cả tháng. Nhất điểm hoa. Rồi T9 nè, T9 hoàng thảo vạch đỏ, một trong những cái dòng hoa cũng nở khá là bền. Cái này thì chắc chắn là phải ngoài một tháng. Ngoài một tháng luôn cả nha, mùa vừa rồi hả? Hoàng thảo vạch đỏ nở đã lắm cả nha ơi. Đây nè, đây là những cái thân mùa trước cả nha ha, nó đang nuôi mầm. Mình không có cắt bỏ đâu. Nó còn vòi mắc hoa thì năm sau nó sẽ cho hoa tiếp. Còn đây là mầm tơ nè, đang lên này cả nhà xem mầm tơ lên khỉ ha. Rồi mã T9 340 ngàn. 340 ngàn xin cả nha. Anh chị nhà mình có thể để bàn cũng được. Đến khi có hoa mình để bàn hoặc là mình để lên trên đôn á cả nha. Form cây đẹp ha. Hoàng thảo vạch đỏ ha. Dòng này thì rừng cờ bang,
về rừng Cờ Bang, Gia Lai, khu vực em nha. Hoa nó sẽ là cánh cong vuốt như thế này nè, đây này cánh cong này, lưỡi của nó là sẽ từng vạch đỏ đỏ như vậy, cực kỳ tươi. Mà hoa thì thuộc dạng như hoa chùm nữa cả nhà ơi, xum lắm. Rồi T10 nè, T10 cái này em đang có một chậu Vanda. Vanda T10 giá sẽ là 320.000 cả nhà ơi. Vanda dòng này thì để gió quá là khủy luôn rồi. Xum đúng không cả nhà? Xum ha. 320.000. Rất là nhiều cây luôn anh chị nhà mình sưu tầm nha. Rồi T11 nè. T11 em đang có cái này là nhãn tháng 4 cả nhà ơi, nhãn tháng 4. Một chậu của nó hai cây như thế này. Mùa này thì nói chung là nó đang chuẩn bị vào mùa hoa, nó sẽ lác đác nó rớt một vài lá chân nha. Cây hàng rừng thuần khỏe rồi. T11 giá sẽ là 190.000 cho một chậu hai cây cả nhà ơi. 190.000. 190, một chậu hai cây nha. 190.000 sưu tầm đi cả nhà ơi. Tháng 4 năm sau chơi hoa ok luôn rồi. Mà nhãn tháng 4 một dòng thì nó sẽ là hoa vàng lưỡi tím như thế này, rất là tươi. Cái này hoa mùa vừa rồi. Hương thơm của nó sẽ là mùi chanh xả cả nhà nha, hương thơm mùi chanh xả. Rồi T12 giá sẽ là 270.000, sẽ là một chậu 3 cây. Một chậu 3 cây. 270.000. Đưa tay vào cho các anh chị nhà mình xem cái size cây luôn. Size cây này là size cây trưởng thành, chuẩn bị vào mùa hoa luôn. Đó cả nhà ha. Vòi hoa nó sẽ cho ra từ những cái nách hoa như thế này nè, cong cong ra để bàn đi cả nha. Đến khi có hoa là để bàn ok luôn rồi ạ. Rồi tiếp theo nè, quế trắng nè cả nhà ơi, hai con được gọi là quế lan hương ha. T13 chậu như thế này giá sẽ là 350.000 cả nha. Trồng theo kiểu cái form nó cao cao á cả nha ha. Sau này vòi hoa là nó cứ chỉ ra như thế này, hoa rất là thơm cả nhà ơi. Rồi T13 giá sẽ là 350 cả nhà ơi, quế trắng nha. Các anh chị nhà mình 350.000. Lưu ý cái giá thì giá tại phường. Em bán nói chung là cũng rất là nhiều mã nên thành ra anh chị nhà mình muốn có gộp thêm, đóng được một thùng thì em sẽ gộp cho cả nhà mình cho nó lợi cước. Phí ship vẫn 40.000, còn phần ship thiếu thì em sẽ hỗ trợ cả nhà ha. Rồi em lên một mã sơn thủy tiên nè, sơn thủy tiên ghép gỗ á cả nhà. Cái đế như thế này thì đế bằng, sau này có hoa anh chị nhà mình có thể để bàn cũng được. Sơn thủy tiên trời ơi cả nhà ơi, hoa vàng và hoa thơm nha, hoa vàng và hoa thơm cho cả nhà mình luôn. Sơn thủy tiên dòng này thì cực kỳ khỏe luôn rồi. Rồi mã này sẽ là T15 giá 850.000, T15 850 cả nhà ơi. Sơn thủy tiên hoa vàng và dòng này khỏe lắm cả nhà ơi. Một giò so với người giúp em ha. Cái đế này nó bằng nữa nên đến khi cho hoa các anh chị nhà mình có thể mình để lên trên bàn nha. Có thể để lên trên bàn bằng đá hoặc là mình đem mình kê cái đôn vào trong nhà á. Đây nè, đây là một chậu sơn thủy tiên mùa vừa rồi cả nhà. Vòi hoa dài, hoa vàng, hồng, nâu vàng và hoa thơm cả nhà ha. Sơn thủy tiên hoa tại vườn luôn. Các anh chị nhà mình có thể mình dễ dàng mình tham khảo. Rồi T16 nè, T16 em đang có một cái giò sơn thủy tiên này nữa. Giò này thì nó nhỏ hơn nhưng mà phong cây nó cũng rất là khủy cả nhà ơi. Sơn thủy tiên T16 giá sẽ là 750.000 cả nhà ơi, 750. Cũng lên trên một cái đế như thế này, anh chị nhà mình có thể mình để lên trên bàn đá được, bàn trà được á cả nhà ơi. Có không gian một chút thì để quá là ok luôn rồi. Thân cũ rất là mấp xinh luôn á cả nhà. 750 cả nhà nha, 750.000. Nó những cái giò như thế này. Em đóng cái thùng xốp. Phí ship chắc chắn thì nó sẽ cao rồi cả nhà ơi, phần ship thiếu em hỗ trợ cho. Chứ còn những giò như thế này anh chị nhà mình thấy ghép là để chậu gỗ nè, lên cái đế gỗ nè, còn giá thể lại là những cái cục gỗ nữa, nó là cái thành ra là cái thùng nó cũng to và nó nặng á cả nhà. Rồi T17 này em đang có một cái chậu Vanda. Chậu này đang có nụ á cả nhà ơi, chậu này đang có nụ nè. Đó, đang có vòi nụ nè. T17 giá sẽ là 640.000 cả nhà ơi, một chậu xinh. Ôi cái này anh chị nhà mình để bàn đi. Để bàn đi cho nó dễ thương, tại vì chậu gỗ mà lên form nó giống như là những cái kiểu như bonsai á cả nhà. Đẹp ha. Nhìn lạ. Rồi T17 640.000 cả nhà ơi, Vanda. Vanda rừng. Wow. Trời ơi cả nhà xem nè. Cái này là vảy rồng mà cái thân này là nó to cả nhà. Đây nè anh chị cho mình xem cái vảy rồng mà nó thân cũ nó rất là to như thế này thì nó sẽ cho nhiều mắt hoa và thứ hai nữa là vòi hoa sẽ dài. Ui. Cái giò này đẹp cả nhà ơi, vảy rồng đẹp cả nhà. Rồi mã T18 giá sẽ là 450.000 cả nhà nha. 450.000. Móc treo đầy đủ hết luôn rồi. Cây đã thuần khỏe chuẩn bị vào mùa hoa á cả nha. Vảy rồng thì nó sẽ là hoa vàng và dòng này thì cực kỳ khỏe luôn cả nha. Đây nè, mùa vừa rồi hoa lan vảy rồng nè. Vòi hoa nở trên đây nụ chi chít luôn, rất là nhiều cây cả nha. Đây nè, cứ một khóm của nó mấy cây như thế này thì nó sẽ cho nhiều vòi hoa cả nhà nha. Vảy rồng hoa vàng cực kỳ khỏe luôn. Rồi tiếp theo T19 nè, T19 em đang có chậu, cái này là sơn thủy tiên thuần trên trong một cái chậu đất như thế này nè cả nhà ơi.
Đây là những thân chuẩn bị vào mùa hoa này, đây là những cái mắt hoa của nó, rất là tiềm năng luôn cả nhà, rất là tiềm năng luôn. Rồi T19 giá sẽ là 400.000 cho một cái chậu Sơn Thủy Tiên. Các anh chị nhà mình sưu tầm thì so với người giúp em nha, tại vì em đã quay thì em sẽ quay rất là kỹ. Anh chị nhà mình so với người thì mình có thể dễ dàng mình án chân được nha cả nhà. T20 nè, Sơn Thủy Tiên chậu này giá sẽ là 350.000 cả nhà ơi. 350.000. Chậu này 250 giá, em xin lỗi, T20 chậu này giá 250 cả nhà ơi. 250.000 nha. T20 Sơn Thủy Tiên 250. Rồi T21 nè. T21 các anh chị nhà mình biết sao không? Tại vì em đã làm mã. Em đã làm mã là chậu nào nó cũng sẽ có giá và có mã đầy đủ hết, nên là anh chị nhà mình chốt thì lưu ý giúp em một chút là nhắn theo mã số nha. Đó là em đi bóc đơn là chốt theo chuẩn cây chuẩn mã gửi chạy nha. Rồi T21 nè, Sơn Thủy Tiên chậu này giá 300. Trời ơi, coi cái thân cũ nó đẻ không kể nha. Rất là đẻ ha, nó có cây dương sĩ nữa. Nhìn nó tươi nên thành ra là về nhà anh chị và mình có muốn cắt đi bớt đi cũng được cả nha. Em thấy nó xinh xinh, nhìn nó có hồn á, nhìn tự nhiên. T21 Sơn Thủy Tiên 300 cả nhà ơi, một chậu. T21 300. 300 chậu thuần. Đó, những chậu như thế này anh chị nhà mình có thể gộp đơn. Nó gộp đơn với những mẻ như thế này thì ví dụ như 2-3 mẻ nhỏ vừa vừa em gộp được một thùng, trừ khi những cái giò Sơn Thủy Tiên cục gỗ to thì buộc nó phải đi một mình nha cả nhà ha. Rồi phần ship thì em hỗ trợ. T22 em đang có cái chậu này là một chậu kim điệp xuân. Kim điệp xuân chậu này thì thuần khỏe đẹp này cả nhà ơi, rất là nhiều thân cho hoa. Giá sẽ là 190.000 cho mẻ T22. T22 190 cả nhà ơi, sưu tầm. Có hoa để bàn xinh lắm ạ. Rồi hoa lan Mỹ Dung. Wow, Mỹ Dung này cả nhà anh chị nhà mình xem nè, cây ăn nắng rất là đanh nha, cây ăn nắng rất là đanh. Thì mùa sau tới cái mùa hoa đảm bảo là cho hoa nó rực rỡ, nó cho hoa rất là tốt cả nhà. Rồi T23 này, em đang có chậu Mỹ Dung như thế này. Chậu này thì nó ghép theo kiểu là tròn đều quá cả nhà ha, rễ gió thì quá trời khỏe luôn nè. Rồi T23 giá sẽ là 950.000 cả nhà ơi, 950. T23 950.000. Đó, cái giò này phí ship cũng vẫn 40.000 luôn. Em hỗ trợ cả nha, phần thí em hỗ trợ cho các anh chị nhà mình lựa chọn những cái mã hàng cho nó vui vẻ và dễ chịu quá cả nha. Rồi T24 nè, T24 em đang có một cái chậu quế trắng, form cây lá xếp đẹp cả nhà ơi. Nè, form cây lá xếp đẹp, rất đen đi ngọn, rất là mướt luôn, anh chị nhà mình sưu tầm đi. Tới mùa hoa thì phải nói là nức nở luôn cả nha, thuần lại trên một cái chậu gỗ nữa. Giá trị cả nha ha. Rồi mã T24 950, toàn bộ đều là những cái cây xếp VIP này cả nha ơi, form cây lá xếp đẹp ha, hàng tuyển á cả nha, hàng tuyển á, quế trắng. Rồi T25 nè, quế trắng chậu này form cây nhỏ hơn. T25 450.000 cả nha, form cây cũng xếp đẹp nè. T25 450.000, form cây lá xếp đẹp cả nha ha. 450 một chậu xinh như thế này rồi cả nhà ha, mặt nào cũng đẹp hết ạ. Quế trắng dòng này thì khi mới nở nó sẽ có kiểu là màu sẽ là xanh cốm cả nha, hoa nở căng nó sẽ là màu trắng, trắng sữa ha. Đảm bảo cho các anh chị nhà mình quế trắng thơm, hay còn được gọi là quế lan hương á cả nha, cái tên của nó là như vậy đó, hoa rất là thơm cả nha, vòi hoa trắng tinh. Rồi em lên tiếp một chậu nữa, trời ơi cả nhà ơi, xem phong cây nó lên đẹp không, đi ngọn cực kỳ đẹp luôn nè cả nha. Mặt trước nè, mặt sau cũng rất là nhiều luôn. Nay toàn bộ đều là những cây xếp này cả nha. Ngay cả cái cây nhỏ ở đằng trước đây nè. Đó, cây nhỏ ở đằng trước đây cũng phải là cái cây xếp. Tại vì là một cái chậu này là nó hoàn thiện và rất là đều cây xếp. Rồi mẹ T26 giá sẽ là 1.100.000 cả nha ơi. 1.100.000. Xứng đáng cả nha, em nói thật luôn. Cái chậu này xứng đáng với cái giá của nó. Rồi quế trắng thì em sẽ còn một cái giò lớn nữa cả nha. Giò lớn tác phẩm đây nè. Các anh chị nhà mình chờ em một chút nha. Tí nữa em quay kỹ cho các anh chị nhà mình có thể mình tham khảo thêm ha. Rồi T27. T27 cái này sẽ là một cái chậu hoa lan đuôi chồn. Hoa lan đuôi chồn, cây ăn nắng rất là khỏe cả nha ơi. Form cây to thì sau này nó sẽ cho nhiều chuỗi hoa cả nha. Rồi T27 giá 600.000 cho một cái chậu hoa lan đuôi chồn cả nha ha. 27 600.000. 600.000, anh chị nhà mình sưu tầm đi. Chồn thì hoa trắng tím và chuỗi hoa thì nó dài. Đây nè, đây là những cái giò hoa lan đuôi chồn tại vườn em nè, hình ảnh bản quyền tại vườn luôn. Vòi hoa nói chung là nó rất là sai hoa cả nha. Xoay hoa mà vòi hoa nó lại dài nữa. Rồi chồn em đang còn một chậu nữa nè. T28 chậu chồn này giá sẽ là 690.000 cả nhà ơi, 690.000 cho cái chậu chồn này ha.
Phong cây xòe đẹp cả nhà, phong cây xòe rất là đẹp luôn, 690 các anh chị nhà mình sưu tầm. Tiếp theo nè, cái này là hải yến. Hải yến hồi nãy em có lên hai cái giò nhỏ rồi á. Tiếp theo cái giò này thì nó sẽ là ghép tròn đều cả nhà ơi. Trời ơi, ghép tròn thì rất là nhiều vòi hoa luôn á. Tới mùa hoa thì anh chị nhà mình tha hồ ngắm hoa. Hải yến thì rất là dễ cho hoa nha. T29 giá sẽ là 580 ngàn cả nhà nha. T29 580 ngàn. 580 ngàn, anh chị nhà mình sưu tầm đi. 580. Đây này, hải yến các anh chị nhà mình coi nè. Hoa mùa vừa rồi nè. Nó cho hoa tự nhiên hết cả nhà. Tại vì dòng này thì bình thường mình không thể nào tác động được. Hoa tự nhiên hết, hoa trắng tím, vòi hoa hướng lên nè. Nó nở nối, nở đuổi cả nhà. Đẹp ha. Rồi tiếp theo T30. T30 là giới thiệu với cả nhà, đây là một cái giò quế trắng. Giò này rất là to so với người giúp em nè, đẹp đúng không cả nhà. Một cái giò đây mà nó phải, cái này thì chắc phải là hai người ôm á cả nhà. Đây nè, một cái giò to như thế này hai người ôm. Ở trên ngọn nó lan đan là một cái giò, phải nói là một cái cây rất là to, nó cao lên nè, form cây lá xếp đẹp. Xung quanh thì nói chung là đi ngọn cực kỳ khỏe cả nhà. Nè, xoay hình ảnh rất là thực tế cả nhà ha. Đang đi ngọn rất là khỏe đẹp luôn. Rồi giò T30 quế trắng này giá sẽ là 5.500.000, 5.500.000. Cái giò này rất là to nha, phí ship 300.000, phần ship thuế em hỗ trợ cho nó đóng là một cái thùng to đùng luôn á cả nhà ạ. Ghép gỗ nữa nên là nó cũng nặng á ha. Anh chị nhà mình có thể mình tham khảo nè, đẹp lắm cả nhà. Đẹp lắm, cây nó đi ngọn thì nhìn rất là thích mắt luôn. Giá trị của những cái giò trồng thuần khủy lâu năm á cả nhà, xem nè. Đang đi ngọn đẹp ha. Giò này phải nói là giá trị luôn á. Trong vườn thì cũng những cái giò vừa vừa thôi. Những cái giò to như thế này thì nó là hàng hiếm á cả nhà. Quế trắng anh chị nhà mình có thể tham khảo nè. Hoa nó sẽ trắng như thế này. Và cái giò của em nó cũng khá tương đương với giò này chứ không thua kém gì đâu cả nhà. Tới mùa hoa là rực rỡ luôn. Anh chị nhà mình có thể mình tham khảo nha. Còn nếu mà có không gian muốn sưu tầm những cái giò như thế này thì đảm bảo là rất là giá trị luôn. Anh chị nhà mình nhà có không gian có thể tham khảo cái mẻ này đi. Hương hoa thì phải rất là thơm. Rồi T31 nè, em đang có cái này là một cái giò kiều tím. Giò kiều tím ghép gỗ cả nha. Đây, trời ơi, cả nhà ơi, ghép gỗ, thuần gỗ ha. Cái giò này anh chị nhà mình mà sưu tầm đi, có muốn làm hoa Tết thì anh chị nhà mình làm hoa Tết rất là đạt luôn. Cây đã thuần khỏe. T31 kiều tím giá sẽ là 1.300.000. Phí ship 31 1.300.000. Phí ship 80.000 giúp em nha. Tại vì nó rất là nặng luôn á cả nhà. 80.000 là rất là rẻ. Anh chị nhà mình xem cái giò cục gỗ to nè và nặng nè, rất là nặng luôn. Còn phần ship thiếu hỗ trợ nha anh chị. Còn kiều tím nè. Hoa nó sẽ là tím tím hồng hồng như thế này, đẹp nhẹ nhàng lắm cả nhà ơi. Nó trắng họng vàng nữa này cả nhà, xinh đúng không? Vài vòi hoa thôi là nhìn nó rất là có hồn luôn rồi. Có hoa là quá là xinh xắn luôn cả nhà. Rồi anh chị nhà mình sưu tầm mẻ nào thì cứ chốt ngay cho em nha.